do that. Yeah. Hello, cả nhà ăn cơm với bọn. Ăn cơm canh. Bên gò má có lát lát. Tôm rang mưa. Rồi cái nhà ăn cơm với bọn. Cá thác lát bữa mùng nào á. Này ông anh mộng bắt với ao lên cho mộng. Mộng cạo ra rồi cái mộng quết lại. Nấu canh. Ăn nó ngon. Rồi cái nhà. Ngon ngon. Tôm. Tôm ở dưới quê. Dưới quê nhà mẹ mộng. Nãy có hai đứa con nó xuống. Giờ ăn trước nó về. Cá thác lát ngon. Mời cả nhà ăn cơm với mình. Không gùi.
Chào mấy ca. Cảm ơn Long An đã vô lưu kênh cho Mai Mộng. Canh rau má, cá thác lát, hộp ngồi cả nhà, bông diêm muối ớt ngọt. Ăn gì là sớm á, nó lẻ. Thông thường giờ này đâu có ăn đâu, nó tối mà. Nếu ăn, ăn ngoài cũng không có nấu nữa. Hôm nay có hai đứa con nó xuống, hai đứa con nó xuống thăm thăm mẹ, nấu cho nó ăn trước rồi. Cảm ơn bạn mới vừa follow kênh cho Mai Mộng. Không có trễ đâu bạn, ăn giờ lại sớm rồi đó. Nhưng hơn đến 9-10 giờ đêm mới ăn. Một ngày cá thác lát bữa mộng nào quá ngon. Dài ngon. Một chút mẹ cho em gương ha, một chút mẹ cho hello bạn, hello em. Ở có mình, ở một mình ăn cơm một mình chứ ngã đó. Nó là đứa con chú.
nấu cơm cho nó ăn trước nó về, nó ăn trước nó về. Chào, chào qua thiện dân, chưa về em. Gần về rồi đó em, hai mấy tháng 7 này về á, về ăn đám cưới. Đám cưới cháu, hôm bữa đám hỏi Hoàng không có về. Ở nhà ăn cơm với mộng. Trời đang mưa mọi người ở quê. Đến giờ ăn xong rồi đi bắt ốc nha mọi người. Ngồi bắt ốc xong rồi về đó. Đâu dám luộc ốc, cái làm tháo qua trở lại ao hết rồi. Bắt nguyên một xô ốc luôn, nguyên một xô ốc luôn, về cái gọng cái thấy nó chết, trời ơi sợ tội. Bắt xong về chẳng chịu luộc ăn, không dám luộc. Xong mà đem thả lại hết rồi, thả ốc xuống ao lại rồi. Cảm ơn bạn đã follow kênh cho Mai Mộng. Để nó làm sao quá, không biết ai follow. Để gần lại đi, có ai. Cho con tôm hả? Nè, con tôm, tôm này tôm, tôm nhà nuôi á. Ở dưới quê á, bữa vừa qua nắm hỏi á, em nó cho này, bữa nay nấu tôm nó canh luôn má, nãy ăn hết rồi má, còn còn nguyên nội chồng. Chào Bùi Thị Nguyên, chào Á Hồng. Cái lá lát này ở dưới ao ông anh ông bắt, bỏ trong tủ lạnh.
có mọng nhưng cậu cậu ra nấu canh à ngon cá thác lát mà nấu cái dí tôm nấu canh rau má nó ngọt chào bạn Lý Dương chào bạn UC mà bạn ăn chung chào Nguyễn Hồng nha. Không mình ăn hồi nãy có hai đứa con xuống đây chơi nấu á, cho nó ăn trước rồi nó ăn trước rồi mọi người sao ăn xong mới về Sài Gòn rồi ăn xong mới về Sài Gòn nè. Chào Hoàng Anh Thí. Chào Nguyễn Tấn Pháp. Mời cả nhà ăn cơm. Tôm ghi muối ớt. Nấu ly hôn đâu em mình sống với chồng mà trời ơi người ta sống mà sống 30 năm mà nấu ly hôn hôm nay là 50 tuổi rồi sống cái món cưới dâu có được là bà nội. Em đâu có ly hôn đâu. Tôi là bà nội chị Tiên đó. Hồi nhỏ là Mai Mộng ở quê với Long An, Tân Trụ, Nhật Ninh. Hai chục năm chồng về Sài Gòn, mấy bạn lấy chồng về Sài Gòn được 29 gần 30 năm à, có một thằng con trai 25 tuổi của con mèo, ở Sài Gòn mấy chục năm á, còn bây giờ mới mua căn nhà dưới quê, về quê ở. Tại vì có mấy con chó, có 7 con chó. Về quê ở có mấy chó về quê ở cho thoải mái.
Chào Hoàng Kho 1986. Hồi nãy có hai đứa con, thằng con trai dẫn bạn gái nó xuống đây, mà nãy mộng không có ăn cơm, nó ăn trước nó về rồi, hai đứa nó về Sài Gòn rồi. Giờ là lỡ dưới đây có một mình giờ mọi người có đi theo mộng tính đi bứng cây đu đủ đi chồng, bứng mấy cây đu đủ ra ngoài chồng. Thôi đi nào quá đi, mọi người có muốn đi bắt ốc không? Cảm ơn bạn Hải Yến đã vào đội của mộng. Thôi đừng xuống nhà em, chồng em khó lắm, chồng em không cho ai xuống đâu. Ủa, chồng em không cho ai xuống nhà hết. Em chơi bà trên đây nè, bạn gái chồng em cũng không cho xuống nhà luôn. Nói chung chồng em không cho em chơi mạng xã hội. Không cho được đâu. Xuống rồi chồng ổng hỏi là bạn trai của em hay gì nè, nó không ghen nữa mất công. Con em ở nhà mình rồi nè. Đâu không có gì hết. Nói chung á, chồng em khó tánh. Em chơi với bạn gái, em rủ bạn gái qua đây chơi, ông cũng không cho nữa. Nói chung là chồng em không, ông không có tin trên mạng xã hội, không cho em chơi với ai á. Bữa giờ em về đây á, bữa giờ mộng về đây mộng chồng được à, trồng được đám rau, trồng được vàng mướp. Mọi người muốn đi bắt ốc không? Đi bắt ốc không? Mà lần nào cũng vậy, bắt ốc xong về mọi người. Bắt ốc xong về thấy con ốc thấy thương quá, không dám luộc. Cái rộng cái để hoài nó chết cũng tội. Cái hồi mừng đổ xuống ao hết luôn. Bữa giờ về bắt ốc có một lần luộc. Còn đem thả xuống ao. Không nên gì.
Dọn cùng luôn á. Mọi người có nghe con bịp bịp nó kêu không? Mọi người có nghe con bịp bịp kêu không? Rau của Mộng này lớn rồi nè. Rau của Mộng này ăn được rồi mọi người. Này nấu canh này được rồi, ăn mì gói được rồi đó. Ở kia là rau mùng tơi, mùng tơi với mùng tơi lớn rồi nè. Món mùng tơi mộng bữa mà mộng về mộng chồng mọi người nấu canh ăn được rồi đó. Có con sâu mọi người ơi, nó đục rồi nè, để kiếm không có xịt thuốc sâu. Cải này nó lớn rồi nè, cải ve xanh. Bên đó là cải ngọt. Nó bị sâu ăn hết rồi, đám cải ngọt bị sâu ăn hết rồi. Cái khế ngọt nè. Cái khế ngọt nè mọi người. Cháy. Ngọt ngay luôn á. Có tổ chim mọi người, thấy tổ chim không? Cái tổ chim á. Này vô làng. Trời ơi nha, ở bữa nay có đám có sâu rồi mọi người ơi. Không có thuốc gì xịt sâu mới được, mấy con sâu mới được. Con sâu nó ăn rau hết luôn rồi. Quá trời sâu luôn rồi. Ăn tơi tả đám ra lan rồi. Quỷ sâu này. Ở đâu rồi trời? Đây đậu rồng nó bò lên rồi nè mọi người. Mốt đậu rồng có trái. Cái này
Mọi người biết cây gì không? Cái củ sắn á. Củ sắn á mọi người. Củ sắn nó có dây vậy. Bị con sâu ăn luôn nữa rồi nè. Này rau lan. Con sâu nó chưa qua đây. Vài bữa nó qua tới đây là. Con này rau cần cua. Cần cua trồng gỏi ăn được rồi. Háo rau cần cua trồng gỏi ăn. Chết rồi, có đám sâu rồi mọi người ơi. Ồ, mấy con này á hả? Hả xe thuốc nó, rồi nó phá banh luôn á. Đậu rồng. Trời ơi, con mẹ ăn hết đám mà. Nó ăn hết đám rễ xà lách của mộng rồi. À, cái bẹ gúng. Ăn hết đám cải bẹ gúng rồi. Hello bạn, chào bạn Nguyễn Kiều. Cảm ơn bạn Tú đã follow kênh cho Mai Mộng. Bữa giờ về một hộ bữa tốt tươi lắm mọi người, chứ gì bị quỷ sâu ăn rồi. Dẫn mọi người ra trước coi. Coi đám à. Coi dòng mướp của, đám mướp của mẫu nha. Rau muống. Đây rau muống với đậu rồng. Đậu rồng. Cái mùi quế nhà một tay. Mùi quế bự lắm. Giờ tụi nó dù Sài Gòn hết rồi, nhà có mình buồn hết. Hello, anh chào chị. Đi thăm mướp nha mọi người. Trời ơi, dòng mướp của mộng này nó lớn rồi nè. Cưng không? Mướp đó, có trái rồi nha mọi người. Trời đang mưa á mọi người. Cho mọi người coi mướp. Hôm bữa giờ mới về đây, bữa nay được 2 tháng 4 ngày. Được 2 tháng 4 ngày ở quê nha mọi người. Cái mộng chồng được vàng mướp. Còn rau má rồi quá trời. Bây giờ mọi người có muốn đi theo mộng bắt ốc không? Đi bắt ốc không? Đi bắt ốc không? Mộng dẫn mọi người đi bắt ốc. Nè, thấy mộng giỏi không? Mới về đây mộng chồng được
con trồng được vàng mướp nè, mướp có bông nè. Bây giờ trời mưa nó héo rồi đó. Ê, nó tàn rồi, nó rụng rồi nè. Hồi sáng đẹp lắm nó. Đó. Mướp có trái rồi nha mọi người. Đó, mọi người ơi. Phê cho mọi người mướp của Mộng nè. Bữa cũng quay phê phê rồi, trái mướp nó chết queo rồi. Trái mướp nó héo luôn rồi nè. Chết hết trái rồi. Nè. Có một trái mướp to nè mọi người ơi. Mướp có trái rồi nè Hùng. Con ơi, mướp của cô chồng có trái rồi, con mê không con? Con ăn mướp không? Cô gửi về cho con. Thấy không? Thấy trái mướp không? Một trái mướp. Hai trái mướp. Có một trái mướp nhỏ ở ngoài nữa. Trái mướp ngoài đó nữa nè. Thấy chưa? Một trái mướp, hai trái mướp. Nhiều lắm á. À, còn mấy trái nhỏ nhỏ nữa. Nè, thấy. Nè con, cô về quê cô trồng mướp nè. Bữa nay mướp của cô lớn rồi, thấy chưa? Có mấy hôm nữa là nấu canh ăn được rồi. Còn dưới ao nè, bây giờ ốc quá trời dưới ao nè mọi người. Mọi người có đi theo, có muốn theo Mộng bắt ốc không? Bây giờ muốn đi bắt ốc không? Tôi vô quần, tôi đi bắt ốc cho mọi người coi. Nghe, trái này to rồi nè con. Thấy chưa? Thấy cô có con không? Về quê bữa nay trồng mướp có trái rồi nè. Hồi lúc cô gieo nó có hai lá thôi à. Mà bây giờ nó lớn rồi. Nè, quả trồng mướp nhỏ đầy hết luôn. Nó có nụ nè, con thấy không? Thấy trái mướp nhỏ không? Nè. Chỗ nào cũng có hết. Cứ một ngách là có một trái, một ngách là có một trái. Trời ơi, quá trời luôn. Ở trong đây quá trời luôn đó nè. Nó ở trong đây nè. Chỗ nào cũng có đó. Hồi bữa con Nga, cái chú kia, chú Bi ngắt đầu nó rồi. Ơi, nó bị hư hết mấy trái rồi con. Nó không có đậu hết đâu nha mọi người. Nó không đậu hết. Nó chết. Ôi, sao bò xuống đây nhiều quá vậy? Bây giờ nó bò dưới đất nè. Bây giờ phải đem nó lên. Nó bò dưới đất nhiều quá. Bò dưới đất đi đạp hết sao? Chuyển đổi camera. Đó. Bây giờ tôi sẽ xử lý mấy cái gì mút. Xử lý mấy dây mướp này cho nó bò lên cái vàng. Tự nhiên có cái hàng rào sao con bò mà bò xuống đất vậy nè, cho nó bò vô đây. Mình trời ơi, con kiến nó cắn. Bữa giờ đâu có thấy đâu. Bữa nay nó bò xuống đất hết rồi nè. Bò xuống đất kìa. Đi đạp rồi sao có trái. Bò vô trong đi con. Cho nó bò vô trong. Bò vô trong mới có trái. Bò lên hàng rào. Mới có trái được chứ. Đắt cái đầu nó. Mình bẻ cái đọt nó. Cho nó bò lên đây. Lắc cái đọt nó luôn đi. Cắt đọt nó dục luôn nha. Ừ. Muốn cho nó bò vô.
ở đây nữa nè, một mớ ở đây luôn, quá trời luôn nè. Cái này khó để quá, nó lật không. Hello cả nhà, mọi người follow cho Mộng nha. Mướp á mọi người. Giờ Mộng đã bò ra mọi người ơi. Mấy nay Mộng không thấy nó, không coi nó bò ra đường. Nó bò ra đường đi đạp. Có hàng rào mà không bò lên, đi bò xuống đất chịu nổi rồi. Hello cả nhà yêu thương, chào mừng mọi người yêu thương, follow cho Mộng nha. Ở miền Tây bạn ơi, ở miền Tây Long An trời đang mưa đó, trời đang mưa nè. Trời ơi, đem điện thoại ra mưa nó có bị hư điện thoại không vậy, có nổ không thầy, nổ điện thoại không vậy. Cảm ơn mọi người, chào cô Út Đồng Tháp. Em ở miền Tây Long An. Đi bữa nay đi ra thăm vàng mướp, thấy mướp nó bò ra đường quá. Giờ dỡ cho nó bò lên trên. Bò lên hàng rào không bò. Bò lên hàng rào có trái cho chị nha cưng. Nha mướp. Bò lên hàng rào có trái cho chị. Có đậu rồng nữa mọi người. Còn mấy dây đậu rồng. Cái này mấy cỏ. Ai làm cái vậy? Bỏ lên trên mấy con. Có trái rồi đó mọi người. Mau lên mọi người. Có trái rồi. Mướp có trái rồi nha mọi người. Mới trồng nó có trái rồi nè. Nha mọi người. Nha. Có trái rồi nha mọi người. Cưng ơi. Trái này mới là trái to nè. Cái này trái to nè. Nha. Cái này mới to. Con kia nè. Trời đang mưa. Chào 69. Có đi bắt ốc không? Đi bắt ốc không? Đó, mướp. Đi mướp có trái không? Ừ. Kêu má nè. Má tốt ghê. Rồi trời gió nó thổi bụi dưa lật luôn rồi kìa. Dưa có trái rồi đó. Đi hái dưa ăn. Đi hái dưa về ăn mọi người. Mọi người có muốn đi bắt ốc với Mộng không? Đi bắt ốc không? Rồi ai hái hai trái dưa rồi mọi người, ai hái hai trái dưa của Mộng rồi. Mộng để dành nó lớn ai hái rồi.
tay chứ vô rồi. Tôi chưa có ăn, tôi để dành ai hái rồi. Chắc bà chủ đất đất của bà. Hôm qua mộng tính hái rồi mà bà hái trước rồi. Nói chung là cái đất của người ta không phải đất của mình, nhưng mà mình cái dưa này của ông anh của mộng á. Bà hái hết rồi mọi người ơi, hai trái dưa to chắc bà hái rồi. Hôm qua hai trái dưa còn đây, giờ mất rồi, giờ còn trái. Hai trái dưa chín bà hái rồi, giờ còn trái mồng hái. Mồng hái vô để mồng ăn. Ôi nó mưa không lớn, mới có 2-3 ngày mà lớn vậy á. Hôm qua mồng để dành đó mọi người, mồng không hái. Mồng để dành cho nó lớn rồi mà chắc bà chủ đất bà hái rồi. Nói chung là cái dưa, cái đất là của bà. Rau cũng của bà, nó tự lên. Ôi bà hái hai trái dưa to rồi. Hai trái dưa to lắm mọi người. Lần nào mà ông cũng để dành á. Nhưng mà bây giờ mồng hái mồng trái này mồng nấu canh ha. Hùng thường thường á, ngày nào cũng đi quay video cái có hai trái dừa thấy thương ghê. Bữa nay cái bà chủ đất bà hái thôi, ngoài hái còn mấy trái này mộng hái. Hái gì nó canh à, để nó hư hết à. Hái gì ăn, ăn với cá kho. Mấy cái này nó không lớn nữa đâu. Nhiều lắm. Hai trái dưa bự nhất luôn á mọi người. Hai dưa bự mới bự nhất bị hái rồi. Dưa này là của ông anh mà ông chồng. Nhưng mà cái đất của bà chủ, bà đất của cái này nó hư anh trái. Còn rau nói chung là đất cũng của bà hết, đất của bà. Nhưng mà mình lấy cái hột dưa mình dục lên đất của bà cho nó lên rồi thì mình hái ăn. Nè có mấy trái dưa kia bự lắm, mọn để dành á, mọn để dành á. Mà bữa nay bị coi bà hái mấy trái bự hết rồi, còn mấy trái nhỏ mọn hái. Chứ cũng không trách người ta được, nói chứ là ai hái ăn cũng được. Mấy cái đồ dưa này nó đâu có mắc tiền đâu mọi người, nó rẻ tiền nè. Mấy cái này nó hết lớn rồi cho nên mộng hái. Đợi nó cũng không lớn đâu. Mộng chuyên gia mộng đợi cho nó lớn rồi hái. Bữa giờ mấy đợt rồi đó, mộng nói để cho nó lớn rồi hái. Rồi cái mộng nói ừ để cho vài bữa nữa hái. Cái mộng chưa hái, cái bị hái rồi. Nè ăn đây là cây cây dâu dền nha mọi người, cây dâu dền. Mong đi ra đây trời mưa. Trời mưa ướt hết rồi mọi người. Đi coi trái dưa trên đây coi. Nó hư rồi mọi người ơi. Mà nó hái nó cũng bị hư rồi. Nó lớn không nổi.
buổi chiều vui vẻ. Cảm ơn bạn Quốc Đức Hòa. Cái này còn nhỏ. Còn nhỏ một hai để ăn sống. Ở đây kìa con, ở đây còn đám dưa nữa nè. Nó đang có trái không? Cho nó vô trong đây, cho nó bò có trái. Ở đây bị nước, trời mưa. Nó cũng đang có trái, trái nhỏ. Em ở Cần Giuộc anh. Em mới mua căn này ở Cần Giuộc nè. Giống như cái biệt thự rồi đó, em mới mua. Mua căn này 3 tỷ. Biệt thự á. Biệt thự mini. Nè. Hái dưa nha mọi người. Nãy không có đi, đi không đem cái rổ. Kiếm coi còn cái nào nữa không? Nó trốn trong đây nè mọi người. Dưa nha mọi người, hái dưa. Trời, mấy trái nhỏ thôi. Hai trái to ở đây người ta hái rồi. Còn như đây. Mấy mộng đi về lấy cái rổ ra đựng. Chứ đâu có cầm hết. Ây da, ây da. Cái trứng cá này mọi người. Ăn trứng cá không? Một hái trứng cá cho ăn. Chín hết rồi. Cái múp của mộng đang có trái. Đi vô nhà lấy cái gỗ. Trời ơi, cái này nhớ rồi. Hello, cả nhà. Cần Giuộc à, anh biết cái cầu Cần Giuộc mới không? Cầu Cần Giuộc mới không? Biết không? Hai cầu Cần Giuộc mới. Ngay dốc cầu Cần Giuộc mới luôn. Em mua dưới đây. Em mua căn này 3 tỷ. Đẹp lắm. Giống như cái biệt thự rồi. Biệt thự như mini nhỏ nhỏ. Ngay cầu Cần Giuộc. Giờ em rửa vớt cái chiều tôi dép. Em đi ra ngoài lấy cái gỗ ra. Em lấy dưa về. Nãy đi rồi không á. Biết à, cái cầu Cần Giuộc mới à. Cái kinh giác mè đó. Ở đó nhà nào to nhất là nhà em. Em chuẩn bị mở quán cà phê ở đây nè. Mở quán cà phê vòng vòng đây nè. Em làm ngoài bờ kè này nè, em làm lại bờ kè. Ở dưới đây nó hơi vắng. Biết rồi, ở Đức Hòa em biết. Nhà quê má chồng em ở đó. Quê má chồng em ở đó. Ở Đức Hòa. Ở ngoài á. Ở ngoài trời không mưa. Ừ, để vài bữa nữa em mở quán cà phê đi. Giờ chưa mở. Để em mở quán cà phê. Mọi người xuống đây uống cà phê ủng hộ.
Tôi lấy cái rổ ở xã Mỹ Lộc, ở xã Mỹ Lộc Cần Giuộc. Thôi anh đừng hỏi rõ quá, ở trên đây mà anh hỏi địa chỉ rồi bị bóp liền luôn á. Hello, bây giờ mộng nghe hái dưa nè mọi người. Hái được nhiêu dưa nè. Hái được nhiêu dưa nè.